Này thiện hiện, chân như cũng gọi là sâu xa, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng nổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, bốn niệm trụ cũng gọi là sâu xa, bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng gọi là sâu xa này thiện hiện thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa thánh đế tập diệt đạo cũng gọi là sâu xa này thiện hiện bốn tịnh lự cũng gọi là sâu xa bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng gọi là sâu xa này thiện hiện tám giải thoát cũng gọi là sâu xa tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng gọi là sâu xa này thiện hiện pháp môn giải thoát không cũng gọi là sâu xa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng gọi là sâu xa này thiện hiện bậc cực hỷ cũng gọi là sâu xa bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, cũng gọi là sâu xa này thiện hiện năm loại mắt cũng gọi là sâu xa sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa này thiện hiện pháp môn tam ma địa cũng gọi là sâu xa pháp môn đà la ni cũng gọi là sâu xa này thiện hiện mười lực phật cũng gọi là sâu xa bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cũng gọi là sâu xa này thiện hiện pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa tánh luôn luôn xa cũng gọi là sâu xa, này thiện hiện quả dự lưu cũng gọi là sâu xa, quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng gọi là sâu xa, này thiện hiện quả vị độc giác cũng gọi là sâu xa, này thiện hiện trí nhất thiết cũng gọi là sâu xa, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa, này thiện hiện tất cả hạnh đại bồ tát cũng gọi là sâu xa, này thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là sâu